mùng 10 tháng 4 2019. Trong hôm cuối cho bệnh nhân cần cái gối. Riêng đối với chân cái gối này gặp tôi ngay từ ban đầu rất là đơn giản. Bác coi chân là chân. Rồi chân. Ngon lành rồi chứ gì? Ngon lành rồi. Gặp gối thế nào rồi? Gặp gối là ngon lành thì không đau. Đã hôm nó không gặp rồi. Không đau. Khi dịch nó tràn ra thì các bệnh nhân sẽ không gặp chân rồi. Thì phát đồ tôi chia sẻ rất là nhiều cho các bạn đồng nghiệp. Ở đây tôi muốn tuyên truyền cho bệnh nhân khi mình cùng dùng gối. Cái gối mà tràn dịch thì người ta hay uống là kháng viêm, tân dược, kháng viêm giảm đau. Nếu không được người ta hút, chúng tôi nghĩ cũng bình tĩnh. Mà hút nó không hết được đâu, sớm một nó sẽ bị lại thôi. Còn nếu chúng ta dùng châm cứu phát đồ của tôi chia sẻ nhiều rồi. Châm đến đâu là bệnh nhân thì khỏi đấy mà ngon lành đấy. Nói chung là rất là nhàn. Ngay từ châm như phát đồ như là tam âm dao này, tắt dương quan của huyết thể và cái tâm lý của bệnh nhân này sẽ khỏi. Thế giờ là đây là người quen và giới thiệu đến, tôi đã làm tròn cái sứ mệnh của mình. Không để đi người ta giới thiệu không được, con tím chết nhà. Đến đây bác yên tâm không? Ok, bác ở đâu đấy? Sóc Sơn. Đi cái này lâu chưa? Tháng.